ca mô ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2001. Như thường lệ là sáng chủ nhật 8 giờ chúng ta mình tập về chùa giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn còn tiếp tục học cái phẩm tứ tướng kỳ thứ, hôm nay là kỳ thứ 31. Tiếp cái đoạn tứ tướng ở đây là tới cái tướng thứ tư. Đại chúng để ý cái này, tướng thứ nhất là tự chánh, tướng thứ hai là chánh tha, tướng thứ ba là vấn đáp linh hoạt, tướng thứ tư là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Khéo hiểu nghĩa nhân duyên này đó là nó cũng quan trọng lắm đó. Không khéo hiểu nhân duyên á, là mình nếu mà nói về một giảng sư mà không khéo hiểu nhân duyên á, thì khi người ta hỏi mình á, mình trả lời không có đáp ứng được cái yêu cầu của cái người hỏi. Ngược lại bằng không phải là giảng sư để đáp vấn câu hỏi cho người ta đó, mà mình là cái người nói chuyện với đạo bạn nhau á, mà mình không khéo hiểu cái nghĩa nhân duyên thì mình nói chuyện đạo nó cũng không hợp, không hợp căn cơ, nó không có đáp ứng được cái yêu cầu, nó làm cho cái buổi mà tọa đàm mà cái buổi nói chuyện đàm đạo của mình nó mất đi cái thú vị, nó không đem lại được cái lợi ích. Do vậy mà cái đoạn cái nhân duyên này á, người học Phật mà muốn đi sâu sắc đó là phải để ý học cho kỹ. Khéo hiểu nghĩa nhân duyên mà Đức Phật dạy, nói cách khác là học Phật nghe pháp của Phật phải hiểu Phật. Không hiểu Phật mà cứ nghe, cứ đọc rập ràng theo văn tự, hãy coi chừng là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan. Có khi mình y theo văn tự của kinh điển mà mình giải nghĩa đó thì nó lại quan cho chư Phật. Ba đời chư Phật có khi là không phải nói vậy mà mình lại hiểu cái kiểu như vậy, thì nó quan cho ba đời chư Phật. Mà phải khéo hiểu cái nghĩa nhân duyên. Phật nói trường hợp đó là trường hợp nào mà nói câu kinh như vậy, dạy cho ai, dạy những cái lời lẽ như vậy. Cho nên là Đức Phật dạy cái một cái vị nào đó, ta nghe ta an lạc, ta tu hành có kết quả. Mà nếu lấy cái câu đó là mà đem dạy cho một người khác, căn cơ trình độ tưởng tấm người ta không giống như cái người vừa rồi, mình đem cái lời của Phật dạy như vậy mà giảng dạy cho cái người kia, thì cái người sau đó nghe không có an lạc gì hết. Là vì Phật nói kinh nó có cái nghĩa nhân duyên, nó có cái nhân duyên ở trong đó, tùy theo căn tánh, tùy theo đối tượng. Chẳng hạn như một thời gian dài Đức Phật dạy là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh ha. Thì mình nghe mình tu vậy được quá rồi đó chứ. Nhưng mà rồi khi mà người ta tiến lên nữa thì dừng ngang cái chỗ mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh nó lại không còn phù hợp nữa. Mà muốn đạt tới đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề thì phải Đức Phật nói lại.
lại nói là thường lạc ngã tịnh, nghe cái coi như là nó giật bắn người ra. Sao mà nó trái ngược như trắng như đen như vậy? Quý vị hiểu cái đó là phải hiểu Phật và phải hiểu cái nghĩa nhân duyên. Phải hiểu Phật như thế nào? Phải hiểu cho rõ rằng là suốt hành trình giáo hóa độ sanh của Đức Phật, Như Lai vận dụng vô số phương tiện, vận dụng mọi nhân duyên linh động, ngôn từ tạm mượn thí dụ để giáo hóa chúng sanh ở mọi căn cơ, ở nhiều chủng tánh, trong mọi giai cấp và trình độ khác nhau. Kinh điển gọi đó là tứ tất đà. Đây cho nên là mình học mình phải để ý. Rất kéo này gần lại chút nữa. À, phải để ý cái tứ tất đà đó. Nếu mà mình học Phật mà mình chưa nắm vững tứ tất đà đó thì mình nghe kinh mình không hiểu được Đức Phật. Có thể là quan tam thế, tam thế Phật quan, y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan. Nếu mình không nắm vững được tứ tất đà và mình không quán được cái đối tượng, cái căn cơ, cái trình độ của đối tượng. Cho nên tôi nói cái này, tôi nói này là các Phật tử để ý chút nha. Các vị mà đi chơi nhau đông đảo này kia nó, hoặc kể cả tôi tới thăm tôi ha, tôi sợ đó. Đi một xe vậy là 50 mấy người, hai xe 100 mấy chục người, mà các vị không quán được căn cơ, các vị không hiểu được trình độ, các vị không hiểu, không được cái ý nghĩa nhân duyên đó mà lên ngồi nói đạo hồi bồ đề mọc gai hết ráo, gọi là bồ đề gai chứ không còn bồ đề tất bắc la thông thường nữa, mà thành bồ đề gai. Cho nên là tôi tiếp gần như tuyệt đối cuộc đời tôi là tôi không chấp nhận đi chơi tập thể đoàn thể, là để đi đông đảo chung đụng nhiều là do cái ý đó. Không khéo là đi chơi về tụ họp giống như là đạo bạn chung dày ha, mà kỳ thật về là tan rã, tan rã ngay lên tinh thần hết, không còn thân thiện nữa được. Cho nên tôi học, tôi dạy trường nên là 12 năm là tiền ở trong cái quỹ của học trò tôi đó, nếu mà cần đi Vũng Tàu, đi là Long Hải, đi chơi đâu đó đều có thể đủ sức chịu để cho đi, nhưng mà tôi không cho. Tôi là phải chấp nhận sống đồng, nghĩa là an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Chứ còn cái mà làm theo cái kiểu cái mốt cho nó đúng như người ta nghĩ, hè phải đi chơi chỗ này chỗ nọ rồi đông đảo rồi giỡn hết rồi tắm biển rồi lên suối lên rừng này kia ha, đi như vậy coi như là ngon lành vậy đó, coi đúng cái điều của thế gian vậy ha, mình đi về tan nát hết ở trong nội bộ, tâm hồn thì rệu rã, tình cảm có thể mít lòng nhau. Chưa kể là hồi đó tôi đi chơi có lần mà tôi không quên được, nấu thêm một cái nồi, kêu bằng cái nồi gì đó, nấu đồ ăn đó, đem theo đó, đồ ăn đủ thứ thập cẩm đó nè. Chàng ơi, chở trên cái xe công nhân đi chơi đã rồi, cái ông thủ lưu đó, nó treo cái nồi xanh đan, nó treo cái nắp xe vậy nè, rồi cái nồi để cái bên đó, xe chạy cả lắc, nó rớt cái nồi xanh đan nó đổng á. Ăn cả ngày, từ mới tới chiều, và ông đổng biết ông đó, tôi mất cái nồi dài. Tôi mất cái nồi dài, kiếm phải ra hoài á. Tới chừng cái chiều tối ăn tới giết thận thì cái đôi dài nằm trên đèn ở dưới. Trời đất. Đèn đất ơi, rồi ông này hỏi ra ông kia, ở tới vui mà, đâu có ông nào ở ra đâu. Đó, đi chơi là vậy đó. Tôi mới cười, khóc không yêu cười ra nước mắt. Nó nhiều cái mà mình không làm sao mà mình lường trước được. Cái nồi đồ ăn nó kêu mà cái nồi gì tôi cũng không nhớ tên, nấu đủ thứ đó mà là khoai, là khoai tây, là cải rốt, là nấm, là đậu bún này kia đó. Nấu một nồi hay là cả
mấy chục tô vậy đó. Cho nên là tôi hạn chế tối đa về cái chuyện mà chơi gọi là giải trí tập thể này kia đó, tôi sợ lắm. Nội các nói có chuyện đạo là tôi nghe, nhưng mà tim tôi nó đánh thịt thịt hoài mà. Tôi nghe sao mà nó chập chờn như là cãi cọ và đấu tranh à. Là vì các vị không có quán cơ được. Chưa kể là còn cái tính háo thắng nữa hả? Bảo người ta phải hiểu như cái ý của mình là đâu có được. Mình hiểu là hiểu, mà còn người khác là đối tượng mình, là có thể người ta hiểu hơn mình cũng có, mà có thể người ta hiểu khác hơn mình mà sai lầm cũng có. Mà nếu mình không khéo thì không khéo hiểu hiểu cái nghĩa nhân duyên và không hiểu tứ đất bàn này là tan tan rã tâm hồn, tình cảm đạo lý rồi nữa từ từ nó bệ lạc tan rã. Là nên phải hiểu thế nào, lúc nào là Phật nói thế giới tất cả, lúc nào là Đức Phật gọi là vị nhân tất đàng, là nói cái bài pháp đó cho cái người, cho ông A, là ông A được kết quả an lành. Mà nếu mà đem là cho bà B, bà C thì có thể không an lành. Còn cái bài pháp mà cho bà B, bà C mà được an lành, chấp nhận tốt, mà có tiến bộ trên đường tu tập thì đem lại cho ông A hay là ông X ha, thì lại không hợp. Do vậy cho nên là phải khéo hiểu nghĩa nhân duyên và tùy căn cơ và đối tượng mà thuyết pháp. Cho nên đây đó, trên hành trình giáo hóa chúng sinh ở mọi căn cơ rồi đó, ở nhiều chủng tánh nè, ở trong môi đạo Phật của ta còn biết là bao nhiêu. Cho nên là khi mà người ta biểu lộ ra chủng tánh ngoại đạo thì mình cũng phải khéo léo mà mình lái nhẹ cho người ta, mình hy vọng là mình xây dựng người ta bằng cánh là uống nhẹ nhẹ. Chứ còn nếu cái cây tre mà nó già rồi mình đang uống nó công giường thì nó gãy ngay, tức cắt, nó không còn là cái cây để mình uống nữa. Cái kiển mà nó to nhánh rồi mà uống là manh rồi nó gãy thôi. Cho nên phải uống thật nhẹ, phải uống từ từ. Vì chúng tánh là chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh phàm phu. Chỉ chúng tánh là vậy đó, phải năm chúng tánh mình phải hiểu cho thuộc. Căn cơ là nó có thượng căn, trung căn và hạ căn, mình phải biết. Nghe là biết ngay. Rồi còn giai cấp nữa, giai cấp nào phải nói ngôn từ nào, mà giai cấp nào mình phải nói cái lời. Ví dụ người ta có giai cấp này là bình dân giản dị thì mình phải nói những cái lời, những cái ví dụ mà nó ở trong cái giới của người ta có sử dụng cái đó. Cho mình nói người bình dân giản dị người ta ít có học hành, mà mình nói cái ngôn từ của giai cấp thượng lưu thì người ta sao ta nghe. Cho nên là căn cơ nè, chủng tánh nè, trình độ nè, giai cấp nè. Trên biển gọi đó là Phật vận dụng tứ tất đà. Vì lần từ bi vô hạn Như Lai vận dụng quy tắc đó suốt hành trình giáo hóa 49 năm. Không có hiểu nghĩa nhân duyên đồng nghĩa chứ không hiểu cái quy tắc tứ tất đà Như Lai vận dụng. Đó là trong cái hàng Phật tử tại gia cũng có để mà mình đàm đạo với nhau, gặp gỡ nhau, mình đàm luận về chuyện đạo. Còn ở trong giới xuất gia là đương nhiên là cái này là phải thật hết sức, hết sức rành, không được lơi cảnh giác mà quên cái này đi là cũng hỏng bét. Tứ tất đàn, không hiểu quy tắc tứ tất đàn thì sẽ rơi vào cái lưới, cái là thiên la địa võng, không có cách nhòi ra. Không hiểu tứ tất đàn thì các vị đọc Phật, đọc kinh Phật các vị không hiểu được đâu. Các vị thấy nó mâu thuẫn kinh này, mâu thuẫn kinh kia, trái ngược kinh nọ, lời giải trước nó trái với lời giải sau, cái lời giải của ông Bục Kiền Liên nó khác với cái lời giải của ông Văn Thù Sư Lợi, lời giải ông Văn Thù Sư Lợi nó khác với lời giải ông Duy Ma Cật, vân vân. Là phải cứ thấy cái mâu thuẫn với nhau dài dài để mình không biết được đâu mình nắm. Vì vậy cho nên khéo hiểu nghĩa nhân duyên nghĩa là không được rời tứ tất đà. Cho nên cái này là tôi nhắc lại hoài đó. Mình không có dám đòi hỏi ai cũng như vậy, nhưng mà cỡ như tôi bây giờ là các vị đưa bất cứ kinh nào mà tôi không cần đọc chữ các nghĩa gì hết, các vị đọc cho tôi nghe là tôi biết cái đó là thuộc về tất đà nào,
Và lý do vì sao bà nói như vậy? Người đâu có nghe biết. Mà nếu mà trong giới tăng ni là phải tập để ý cái đó, chứ không là rơi vào thiên la địa võng không cách nghĩa được. Nó chói người, chói ngược nhau là sao mà nói được, mâu thuẫn nhau. Nghe đệ tử Phật có trí tuệ hiểu Phật, đây này nha, ba câu này rất là ngộ. Có lúc Như Lai nói như vậy mà không phải vậy, ứng dụng tới tất cả. Như Lai nói thế gian vô thường, quốc độ nghi thí, thế gian là vô thường, cõi nước là mong manh tạm bợ, tứ đại là khổ, giải pháp là giải không, ngũ ấm là vô ngã, luôn luôn là sanh diệt thay đổi, tạm bợ, không có chủ tại. Tâm là nguồn ác, thân là cái đầm tội, là cái rừng tội. Họ thường quan sát như vậy thì được xa rời, xa lìa sanh tử. Đó là lời như là dạy đàng hoàng đó. Cho nên là thí dụ như kinh Bát Đại Nhân Giáp mà tôi đọc, đó là cái điều giác ngộ thứ nhất là Phật dạy vậy đó. Người tu hành là phải thuộc cái điều giác ngộ thứ nhất, là phải giác ngộ như vậy. Nhưng mà tôi định rồi đấy á, làm lần rồi nghe cái bài giác ngộ thứ nhất đó, tôi giảng xong về cái mặt đó là y như vậy rồi, tức là Như Lai nói vậy. Mình học phần tu vậy có thể là 30 năm rồi, nhưng mà tới chừng mình học lên đại thừa thì nói vậy mà không phải vậy. Tôi định năm nay là tôi có thể triển khai những là nói như là nói vậy, có quyền học và phải học, phải tư duy quán chiếu cho kỳ được 35 năm, và còn những năm sau đó phải học một cái tư tưởng nước phải đang qua thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là thế gian vô thường, cõi nước mong manh tạm bỡ, tứ đại là khổ, không có. Cho nên cái đó là cái khó đó. Học đạo mà học được đốt cái đó là khó. Như là nói vậy mà không phải vậy. Rồi có lúc Như là nói không phải vậy mà vậy. Ví dụ như ngoại đạo nó ngã hả? Ngoại đạo là chấp ngã dữ lắm, thờ một đấng thần linh, đấng đó trường tồn vĩnh cửu, và bản thân cái linh hồn của họ, họ có cái ngã vĩnh cửu ha. Như Lai dài chứng minh đủ cách để nói rằng vô ngã. Thành ra nó không phải vậy. Người ta nói ngã, Như Lai đủ cách để chứng minh, để làm cho họ thấy cái vô ngã, chứ không phải là ngã. Nhưng mà sau khi mà học kinh Niết Bàn rồi, các vị nhớ không, Phật nói cái rất hay. Phật nói ngã thường lạc ngã tịnh. Để tự hỏi Bạch Thế Tôn vậy, chứ sao mà mấy mươi năm nay Phật nói vô ngã không, mà bây giờ mới nghe nói Như Lai nói ngã. Ngoại đạo kia kìa, thấy ngoại đạo, nhiều thấy ngoại đạo ha, đều là chấp ngã hết. Như Lai quở chấp trong bài pháp này, trong bài pháp nọ, bài pháp kia, Như Lai bác bỏ rằng là vô ngã. Tại sao bây giờ Như Lai dạy là ngã? Vậy là lời nói của Như Lai có mâu thuẫn trước sau chăng? Mà Như Lai đã nói ngã như người ta thì sao hồi đó giờ Như Lai lại quở cách dày kiểm cách người ta? Như Lai nói ngoại đạo nó nói ngã, nhưng mà đều nó nói ngã, có khi nó nói bằng cái hột đậu, có khi nó ngã bằng tay cái, có ngoại đạo nó nói ngã bằng cái cùng tay, dân nó nói tùm lum là giống như là con mối vậy đó. Mối nó cạp cây ăn á, nó cạp một lần rồi hai lần, tình cờ cạp một lần nữa, thế thì mình thấy ba lần song song vậy đó. Ta nói là cái quẻ càng, nó con mối nó biết làm thầy bói, nó biết cái quẻ càng, càng tâm liên mà, càng tâm liên tay bất tức khởi, vậy là con mối này nó biết cái quẻ càng, hoặc là nó biết cái ba ba ba. Đấy, thế thì thật sự mối không biết quẻ càng, mà cũng chẳng biết chữ tâm ma, tình cờ cạp cây mà ăn rồi nó ra vậy, chứ nó không có biết chữ. Thành ra là cái người ngoại đạo họ nói ngã đó, thì thật họ không biết cái thực tính của ngã, mà họ tưởng tượng. Vì vậy mà họ nói ngã bằng hột đậu, ngã bằng cái di trần,
rồi ngã thì bằng ngón tay lớn nhỏ khác nhau, hoặc là ngã màu xanh màu vàng, ngã nó như đấng thần linh như thế này như thế kia. Thành ra là cái ngã của ngoại đạo là do nhắm chừng mà nói, giống như mối ăn chữ vậy. Còn Như Lai nói ngã của Như Lai thường là ngã tịnh, là cái mà cái đó không ai làm gì nó mất được hết trơn. Cái tánh thường của Phật, cái tánh thường của Pháp, tánh thường của Tăng. Ngã tức là thường, mà ngã thường tức là lạc, ngã thường lạc tức là không có khổ, là tịnh. Đó. Cái đó học rồi đó, tôi nhắc lại là cái cách hiểu của đạo Phật là vậy. Là nó có lúc Như Lai nói vậy mà không phải vậy, có lúc Như Lai nó không phải vậy. Không phải vậy có nghĩa là không có ngã, vô ngã, đánh đổ ngoại đạo. Nhưng mà nói không phải vậy mà là vậy đó, cuối cùng Như Lai nói ngã nè. Rồi cái chân mà cái lúc mà đưa cái trình độ của đệ tử mình lên cao rồi đó, Như Lai nó thường lạc ngã tịnh. Đó là lúc, đó là lúc Như Lai nói vậy là. Cho nên là học kinh Phật là phải nắm tới cái chỗ đó rồi mình mới thấy, chứ bằng không lại là xa vào cái lưới thiên la địa vọng không ngoi ra được. Không học cái ý đó mà giảng giải kinh đã kinh kinh điển là coi như là ở trong thiên la địa vọng, giống như con mèo, con thỏ, con chồn bị trong cái lưới trong thiên la địa võng là không có nhô ra được. Hiểu như vậy, hiểu như vậy gọi là Bồ Tát chuyển dương chánh pháp truyền bá kinh điển đại niết bàn, gọi đây là khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Mình sẽ tiến vào tiếp theo này nha, mà mới tiếp theo. Cái nhất Bồ Tát bậc theo là Phật dạy như ngọn đèn tắt, ngọn đèn đã tắt thì không có cơ sở. Như Lai dựng độ rồi lẽ ra cũng không có cơ sở, thế sao Như Lai được gọi là thường trụ? Câu hỏi rất độc đáo. Có lúc Như Lai dạy đó chứ, dạy rằng là những bậc A La Hán đó mà rồi là được niết bàn, cũng ví như là cái đèn dầu ở ngày nào, khi nào nó dầu nó còn thì cái là ngọn lửa nó còn, mà khi nào nó hết dầu thì cái ngọn lửa nó tắt. Con người cũng vậy, nếu còn đó là phàm phu mà thì não vô minh nó còn á, thì là nó còn thì não vô minh nó còn cái sự sống, còn sự sinh hoạt theo cái kiểu của tục đế phàm phu. Còn cái ngày nào mà phiền não vô minh nó hết rồi đó, thì con người này nó có một cái trạng thái niết bàn, sống trong cái trạng thái niết bàn, không còn cái ưu bi khổ não phiền não nữa. Giống như là dầu hết rồi thì ngọn đèn tắt, phiền não hết rồi thì là không còn cái ưu bi khổ não, mà chỉ còn cái niết bàn thôi. Do vậy cho nên cái niết bàn nó giống như là người được niết bàn giống như là cái đèn hết dầu thì cái ngọn đèn nó tắt vậy. Đó là có thời gian Đức Phật dùng cái thí dụ đó. Thế thì ông Ca Diếp này ông nói bật cái câu nói vậy là đúng rồi. Dầu hết thì ngọn đèn tắt, thì nãy vô mình hết thì cái người đạt đạo này nè, người tu đạo này nè, là sẽ không còn gì, vĩnh viễn an lành, trong cảnh giới an lành nào đó không còn gì. Đức Phật nói không phải vậy. Đây Đức Phật dạy cho cái niết bàn cái gì ha, cái đoạn này mình sẽ học cái niết bàn hết sức là rõ nha. Không giống như là dầu hết rồi ngọn đèn tắt là không còn gì đâu. Thời gian dài Phật dạy vậy, dầu hết là ngọn đèn tắt là không còn lửa nữa. Tất nhiên thì là Đức Phật cho biết rằng là dầu hết ngọn đèn tắt nhưng mà không phải bất hẳn.
Phật dạy rằng người ta thắp đèn dầu, dầu còn thì ngọn lửa còn cháy, khi dầu hết thì ngọn lửa tắt. Dù lửa đèn tắt nhưng bình đèn còn. Thế này Phật đưa ra ví dụ vậy. Như vậy là dầu hết đèn tắt không có nghĩa là hết gì, hết tất cả mà bình đèn còn. Nạn với bình đèn là cái vật chất. Cho nên là cái nước bàn này không giống như vật chất. Đức Phật giải thích đọc cái này cho kỹ là hay lắm. Dù hết đèn tắt nhưng mà cái bình đèn còn, và ngọn lửa dù tắt cũng không vì vậy mà tánh lửa không còn. Cũng như vậy, ứng hóa thân Như Lai có diệt độ phiền não hoặc nghiệp có diệt tận mà pháp thân Như Lai thường còn. Cho nên nó giống như dầu hết mà ngọn đèn tắt là không còn gì. Đi tới đây là đạo Phật nó kè theo cái khoa học mà hiện nay họ phát minh ra, nó làm cho đạo Phật sáng hơn nữa là vậy. Điều thứ nhất là dầu hết thì đèn tắt, nhưng mà không phải là tắt đèn rồi không còn gì, còn cái bình. Rồi cái bình, giả sử như cho rằng đặt cái bình bể nữa, cái bình bể nữa không có nghĩa là cái bình bể rồi là diệt tâm không còn gì. Cái bình bể đó chẳng qua là địa đại nó xả về cho địa đại, thủy đại nó xả về cho thủy đại, quả đại nó xả về cho quả đại, phong đại xả về cho phong đại, nhân duyên ban rã thì đâu trả về đó. Cái đất nó xả ra thời gian rồi nó đầm quá, nó hòa tan với cái đất của đại địa, thì sau đó nó thành ra một cái chất liệu, hoặc là không gọi là cái bình nữa mà nó là cái lu, hoặc nó là cái tách, hoặc là nó cái hũ, hoặc là nó cái chim cái chế gì đó, chứ không phải là cái bình bể rồi không còn gì. Còn nói gì nữa, ngọn đèn tắt đó hả, ngọn đèn tắt người ta không còn gì, chứ không phải là không còn gì. Cũng vậy, địa thủy quả phong không kiến thức đâu cả gì đó, ngọn đèn tắt là quả đại trả về cho quả đại, đầy đủ nhân duyên rồi, hội đủ các cái điều kiện, quả đại vẫn hiện hữu trở lại, không có cái nào mất. Mà đây là cái chủ nghĩa khoa học của thời đại ngày nay, người ta nói rằng là tất cả vật chất không có cái gì mất. Thế thì tại sao mà thân Như Lai thân này rồi mất được, tại sao tinh thần của con người này rồi mất được, không có mất? Do vậy cho nên phiền não vô minh hết rồi thì con người này là còn một cái hoàn toàn thanh tịnh an lành. Cái đó đạo Phật gọi ở kinh này thì gọi là niết niết bàn, ở kinh Bát Hoa gọi đó là Phật Phật Tỳ Kiến, kinh Lăng Nghiêm gọi đó là thể thanh tịnh minh chân tâm thường thường trú chứ không có mặt. Cho nên hôm rày có cô Phật tử Nhật Hòa có viết cái bài thi của cổ có làm nên mười mấy năm trước đó, mà người bất tử nhưng mà lẽ ra thì tôi không có coi, chứ tôi coi tôi góp ý là không để cái vấn đề bất tử thi luận, bất tử nhân thi luận cái đầu này không có được. Cái văn nó không có đúng cái cách rồi. Cũng như là cách đây mà mấy mươi năm tôi được có cái ưu tiên ha, mà nói rằng mình bực bội mình đau khổ thì nó cũng gần như vậy. Về phương diện tự đế mình thấy mình bực bội lắm. Cái đầu mè mà để là ví dụ như là sa di cái luật sa di mà để sa di luật giải để vậy không được. Mà phải để là sa di luật là cái ngữ pháp của ông đi lâm tàu nó vậy mà sa di luật tức là luật sa di, còn giải hay là giảng gì đó là chuyện của anh đó. Chứ còn anh thì để chữ sa di giống như hai chữ nhà nói nè, rồi chữ luật giải anh để hai chữ giống như nhà nói nữa, hoặc là nhà nói ha là chữ hoàn toàn không cách nghĩa được. À, cái khổ là khổ chỗ đó đó. Tôi thấy cái đó tôi đau khổ lắm, mà là sao nói, trời ơi, ông lớn không nói được. Rồi còn một cái bộ nữa là từ
từ bi ha, thủy xóm từ bi nghe nói, thủy xóm nghe nói, bây giờ người ta bảo nghe nói, chứ còn cách đây là 25 năm về trước đó là cái trường phái nghe nói đó là nó gần như phổ biến cả nước. Thì để mà từ bi kinh, từ bi thủy xóm, đây này, rất nhiều người mê cái từ bi thủy xóm đi tụng dài dài. Tôi đọc cái bài đó không khác nào lấy cái dùi cứ dụa mở tiêu luôn, ngoái 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 nó chua xót mà nó cay mà nó bực bội lắm. Cái đó không được gọi là kinh từ bi thủy xóm, mà của người ta là từ bi thủy, từ bi thủy xóm hết, tức là cái phương pháp xóm hết bằng cái cách cái giọt nước từ bi. Tôi dùng cái chữ bóng bẫy văn hóa, dùng cái giọt nước từ bi sám hối bằng cái cách mình là thọ trì đọc tụng theo cái nghi thức dựa trên cái sự trình bày trong đó là cái giọt nước từ bi. Do vậy cho nên cái đó là từ bi thủy sám pháp, tức là cái phương pháp sám hối bằng cái kiểu giọt nước từ bi. À đây để từ bi thủy sám kinh, đâu phải kinh mà để cái kinh từ bi thủy sám không được. Bởi vì là đọc cái làm cho học trò không bao giờ cách nghĩa được cái đề kinh đó, cũng như sao di luật giải không bao giờ người ta cách nghĩa được cái đề đó. Rồi đây là nếu mà để là cái bài đó, mà nếu mà để là bài thơ người bất tử luận giải thì tốt ha, mà dùng cái nó bất tử nhân không được. Bất tử nhân là bất tử nhân thi, rồi luận giải hay gì đó cũng được, tức là bài thi nói về người bất tử. Cái bài ghép là bất tử nhân rồi cái chữ thi tập ha, chữ thi tập đó, thi luận á, không có làm sao ta nghe được chữ thi luận là cái gì đó. Cho nên là cái đó là nó làm cho mình hơi khó hiểu đó. Bất tử nhân thi tập, tức là cái tập này nè, là nói về cái bài thi của con người bất tử. Cho nên là cái bài đó được lắm. Bài đó tôi đọc là tôi thấy Phật tử Như Hòa thì thuộc nhiều kinh điển, tôi cũng mừng đó. Nếu mà Phật tử mà nhiều người mà học mà được vậy đó là tốt lắm à. Chỉ có cái điều là tôi đem về tôi cho mấy nhà quê là tôi luôn luôn là tôi cảnh giác, biểu về đọc cái nào không hiểu là phải tái hỏi tôi. Chứ dùng cái từ ngữ của Phật học đó mà nó còn nguyên chất ở trong đó, cho nên nhiều người ta đọc ta không hiểu. Mà cái người mà học Phật khá rồi đó, học có trình độ rồi đó thì đọc hiểu khá tốt, có nhiều tư liệu tài liệu ở trong đó. Nhưng mà người mới học là không hiểu được cái phần giải phụ giải đó mà. Có những cái từ ngữ của Phật còn nhiều quá, ví dụ như lục độ hả, rồi tứ nhiếp pháp hay là lục căn rồi mình nói đại khái vậy đó. Cái từ vậy mình cái tập nó mỏng vậy mình đâu có giải rõ nhuyễn ra được, do vậy cho nên là người ta khó hiểu. Mà cái người có trình độ rồi đọc cái đó tốt, cho nên là học Phật rồi phải để ý. Giết không nên giết tổ thả, mà để ý từ lời. Ứng qua Tịnh Như Lai có việc độ thiền não hoặc có việc tận. Đây này nha, như chữ này nè, chữ này là nếu mà nó thiếu được một từ đây là làm cho người ta khó hiểu thật. Thiền não hoặc có việc tận, đáng lẽ ra là thiền não hoặc nghiệp có việc tận thì người ta dễ hiểu hơn. Mà đây chữ hoặc này nó làm cho người ta hiểu nó thành chữ hoặc là. Tại nên nó thiếu một từ là nó làm cho tối nghĩa đi. Chữ hoặc này tức là vô minh đấy, thì nấu đó. Chữ hoặc này tức là vô minh đó. Có việc tận mà pháp thân Như Lai thường còn.
Mà cái con ta biết cái bình đèn còn, nhưng bình đèn là vật vô thường, chẳng lẽ pháp thân Như Lai đồng như vật chất vô thường sao? Thầy trò là rất là ngay. Như Lai nói đèn tắt nhưng bình đèn còn, Như Lai diệt độ nhưng mà pháp thân Như Lai còn. Giả nói rằng bình tắt, đèn tắt nhưng bình đèn còn, nhưng mà bình đèn là vật chất, còn pháp thân Như Lai, ứng thân Như Lai diệt độ, pháp thân Như Lai không còn được, là vì pháp thân Như Lai không phải vật chất thì làm sao còn giống như cái bình đèn còn. Học dạy ta biết ông bình nạn giống như vậy, vật chất thế gian vô thường, Như Lai không phải vật chất, Như Lai không vô thường, trong tất cả pháp niết bàn, trong tất cả pháp niết bàn là thường. Như Lai tức niết bàn nên Như Lai là thường. Như Lai tức là niết bàn. Giờ mình học thêm cái từ nữa đó, Như Lai tức là niết bàn, niết bàn tức là Như Lai. Trong tất cả pháp niết bàn là thường, Như Lai tức là niết bàn, nên Như Lai là thường. Cái đức thường của Như Lai không phải cảnh giới hàng thanh văn duyên giác suy lường để biết được. Cái câu này, câu này để ý hay lắm. Đức Phật nói chuyện hay lắm. Phải cái nào mà ông nắm chưa hiểu được à? Thì ông nói cái này là cảnh giới của Như Lai, không phải hàng thanh văn duyên giác của các ông có thể biết được. Cho nên là các vị mà có cái gì mà không hiểu thì cái này là cảnh giới của thầy Từ Thông. Còn các thầy văn thấy thì chưa biết được. Là pháp môn vô lượng mà làm sao mà nói trong vòng một giờ nửa giờ mà hết được. Cho nên nếu mà giải đáp cho ai đó về cái mặt hả, cái mặt thế này, mặt phía bên đó mặt, thì nó còn cái mặt phía bên trái chưa giải đáp được. Thì có giải đáp cộng thêm cái phía bên trái nữa thì cái mặt phía trước và phía sau chưa làm sao nói hết được. Do vậy cho nên là khi mà mình nghe đó, nó đặt tới cỡ nào thì mình hiểu tới cỡ đó. Ngoài ra là mình phải cộng thêm, mình tư duy, mình tu tập để rồi mình phát triển tự nhiên trí, cái vô tri trí, cái nhất thiết trí của mình. Chứ mà mình đòi hỏi cái ông giảng sư mà nói cho trọn hết nhiều mặt là ông làm có được. Như Lai mà còn vậy á, Như Lai mà hỏi như là nhiều quá, Như Lai nói không có cỡ đó, mấy ông hiểu cỡ đó à. Còn cái kia là tôi là cảnh giới của Như Lai, các ông không biết được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái đó chỉ dành riêng cho Như Lai. Nhưng mà các ông học tiến lên tới chỗ đó, ông cứ đạt lên rồi ông sẽ đạt tới chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thì ông chỉ cần tu học ngang đó thôi. Vì vậy mà nghe kinh đó thì cái bài pháp đó nó lại lạc cho ai trọn vẹn đó. Cái lại lạc chưa trọn vẹn là ý gì như vậy. Có người ta nghe ngang đó ta bằng lòng, ta thao nản rồi. Có người cái trí ta còn cao hơn, ngang đó ta chưa bằng lòng, chưa thao nản. Này ca diếp, được niết bàn ví như dầu hết ngọn lửa đèn tắt. Đó là nói niết bàn của hàng A La Hán chứng được. Niết bàn A La Hán là lấy cái ví dụ đó thì được, nhưng mà niết bàn của Như Lai thì là không phải nói vậy được. Vì A La Hán diệt tham ái phiền não, chứng đắc niết bàn, nên ví dụ là dầu hết lửa đèn tắt. Dầu hết lửa đèn tắt, diệt hết tham ái chứng được niết bàn. Thì nó giống như là cái tham ái hết thì có được niết bàn mà. Cái ví dụ đó là để ví cho cái niết bàn của hàng A La Hán. Cùng là thanh văn nhưng A La Hán, nhưng
A-la-hàm, tức là hàm, không được gọi là thuộc, nếu như dầu hết đèn tắt, vì chưa dứt sạch hoặc kiến tư. Để ý hoặc kiến tư đó nha, tất cả Phật tử nên để ý hoặc kiến tư đó, đừng bao giờ bỏ qua cái này. Bỏ qua cái này là coi như việc tu hành của mình không có gì để gọi là tu đó nha. Cũng như là người chiến sĩ là phải biết là được cái binh chủng, cái quân trang, quân dụng, cái mặt mày của con người đối thủ của mình, đối phương của mình, cái giặc nó xâm lăng mình đó, mình phải biết thì mình mới là cái người chiến sĩ đi đánh giặc được. Cái người chiến sĩ mà không biết, nhìn không biết được cái dáng vẻ, cái mặt mày, cái quân trang, cái quân dụng của đối phương thì đâu có biết ai là phe ta, là chủ, ai là địch đâu mà diệt. Do vậy cho nên cái kiến tư này tôi nói với đại chúng, tất cả chúng ta đều phải nhìn mặt và phải thuộc lòng kỹ đó. Hàng A-la-hớn là gì, là thành được cái quả A-la-hớn là do kiến hoặc và tư hoặc này, chứ không có cái gì khác ghê gớm lắm đâu. Ngài trước Như Lai nói nhập Niết Bàn, ví như dầu hết đèn tắt, là nói Niết Bàn của người A-la-hớn chính. Nói đến đại Niết Bàn thì không thể ví như dầu hết đèn tắt, vì đại Niết Bàn là thường. Đèn tắt cơ quan điểm tắt là hết. Trình độ của A-la-hớn là hiểu ngang như vậy đó. Ca Diếp Bồ Tát nghe Bạch Thế Tôn, theo con hiểu, một có mật ngữ mà không có bí mật tài. Như vậy là nói có nghĩa là Như Lai nói dạy cho tụi con á, có lúc Như Lai còn giấu phải không? Như Lai có giấu gì hay không? Sao con hiểu là Như Lai, lẽ là Như Lai không có giấu, mà tại sao Như Lai còn chừa lại những cái dạy cho hàng thanh văn khác, mà hàng Bồ Tát khác, như vậy là Như Lai còn giấu chứ gì? Theo ý con hiểu là Như Lai không có giấu, không có cái gọi là bí mật tạc. Mà tại sao nó lại có những cái rắc rối như vậy? Phật khen rằng đúng như cái hiểu của ông, Như Lai không có bí mật tạc. Bí mật tàng tức là cái kho tàng bí mật, tức là còn giấu, còn chưa cái gì đó để dành cho ai đó, hoặc để dành riêng cho mình chẳng hạn. Cái đó gọi là bí mật tàng. Đúng như là ông hiểu Phật dạy, Như Lai không có bí mật tàng. Nhưng trong tròn giữa đêm khuya, trời trong xanh thâm thẳm không có mây mù, mọi người ai cũng có, ai cũng thấy rõ mình trong sáng. Lời của Như Lai sao như sai khác, hiển lộ chân lý rõ ràng. Kẻ ngu vô không hiểu hết ý nghĩa lời của Như Lai rồi cho là Như Lai còn giấu kín kho tàng bí mật. Người trí thấu suốt tiếp thu chân lý, nhận rõ lẽ thật, thấy rằng Như Lai không hề có giấu kín kho tàng bí mật nào. Cái chỗ này tư duy quán chiếu thấy Đức Phật hay lắm. Như Lai không hề giấu kín. Bởi vì sao vậy? Vì theo cái giáo lý của Đạo Phật dạy, cái pháp mà Như Lai nói đâu có phải của Như Lai đâu mà giấu. Gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó. Vô lượng pháp môn đâu phải của riêng Như Lai đâu mà Như Lai có quyền giấu. Như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong xanh thâm thẳm không có mây mù, mọi người ai cũng có, ai cũng thấy rõ vầng trăng sát. Lời của Như Lai kha người khai thác, hiển lộ chân lý rõ ràng. Kẻ ngu vô không hiểu hết ý nghĩa lời của Như Lai rồi cho là Như Lai còn giấu kín kho tàng bí mật. Người trí thấu suốt tiếp thu chân lý, nhận rõ lẽ thật, thấy rằng Như Lai không hề có giấu kín kho tàng bí mật nào. Cái chỗ này tư duy quán chiếu thấy Đức Phật hay lắm.
Như Lai không hề giấu kín. Bởi vì sao vậy? Vì theo cái giáo lý của Đạo Phật dạy, cái pháp mà Như Lai nói đâu có phải của Như Lai đâu mà giấu. Gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó. Vô lượng pháp môn đâu phải của riêng Như Lai đâu mà Như Lai có quyền giấu. Nó là của chung đó chứ, lẽ ra mọi người ai cũng có quyền biết giống như vậy. Nhưng mà tại vì mấy người không biết. Tại vì giống như ánh sáng mặt trời là của chung, ai cũng đều có quyền là dưới ánh sáng mặt trời là tỏ rõ sáng suốt như vậy. Nhưng mà nhiều người hoặc là uống rượu sai, tí lý trưa sớm chiều, thành ra nhìn cái trong sáng của mặt trời đó, cảnh vật là nhìn không có rõ. Còn có người thì con mắt bệnh, nhìn lúc nào cũng thấy có bầy ruồi trước mắt. Có người thì vì bệnh khác thì là nhìn trước mắt lúc nào cũng có thấy ba cái sợi chỉ dâm ngang chạy qua chạy lại. Tệ hơn nữa là có người bất hạnh hơn nữa là hoàn toàn không thấy. Do vậy mà ánh sáng mặt trời dường như không có, hoặc có mà kiểu này kiểu khác. Chứ nếu như mọi người mà có khả năng mà con mắt không có bệnh đó mà, thì cái ánh sáng mặt trời là của chung, không ai có quyền giấu được thêm bớt chút nào đâu. Cho nên giáo lý của Đạo Phật đó, Đức Phật cho biết rằng là Như Lai không có bí mật tàng, Như Lai không hề giấu. Vì có muốn giấu cũng không thể giấu được, vì cái đó là của chung của nhân loại. Vì đó là chân lý. Cho nên cái độc đáo của Như Lai là cái đó. Vì vậy mà cuối đời Như Lai nói rằng ta chẳng có thuyết một cái pháp nào. Trọn đời 49 năm Như Lai không nói một chữ. Là vì cái lời của Như Lai nói đó không phải là của Như Lai. Cái pháp mà Như Lai nói đó không phải là của Như Lai, mà Như Lai chỉ, Như Lai nói, Như Lai hướng dẫn cái cách nhận thức chân lý của vũ trụ, của vạn hữu, của chung của loài người. Chỗ đó là cái chỗ của Đạo Phật hết sức mình đang kính quý Đức Thế Tôn, là cái chỗ đó. Chứ không như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác, cái đấng giáo chủ của ta, cái đấng thần linh của ta, ta có bí mật thà. Người ta có riêng một cái mà mọi người khác không còn. Do vậy cho nên là các đạo khác là không bao giờ là cái người đi theo các cái đạo khác đó mà có cái địa vị bằng cái ông giáo chủ, ông thần linh của cái đạo đó. Còn Đạo Phật của chúng ta, bổn sư của chúng ta thì mọi người ai cũng có khả năng đạt tới cái trình độ giác ngộ vô thượng bồ đề đó. Chỗ đó là cái chỗ khác của các cái đạo khác. Cái bí mật tàng có nghĩa là có chứa dấu kín một cách khéo léo, ngoài mình ra không ai biết được. Ví như người giàu có nhiều bạc vàng châu báu, vì cái tính keo sẻn, bỏng sẻn, keo kiệt, không bố thí, không giúp đỡ cho ai, chôn dấu kỹ, khóa cất kín, không cho ai. Người như thế gọi đó là người có bí mật tàng, tức là có kho tàng bí mật ha. Như Lai thì không vậy. Từ vô lượng kiếp chưa thể vô lượng diệu pháp, lòng không bỏng sẻn, thường đem ban bố cho tất cả mọi loài. Vì vậy không thể gọi Như Lai là có bí mật tàng. Nhưng mà cái câu này, đọc câu này phải để ý, luôn luôn đề cao cảnh giác. Đề cao cảnh giác cái câu này nè, chứ không hiểu hiểu sai á. Đây nè, từ vô lượng kiếp Như Lai thì không vậy. Từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không mỏm sẻn, thường đem ban bố cho tất cả mọi người. Nhớ là cái từ Như Lai này là không phải chỉ Như Lai là một con người đó nha. Nhớ, cho mà nhớ lộn cái đó là Như Lai thành ra một con người. Mà một con người có vô lượng cái pháp nhiệm màu quyền diệu ha, thì Như Lai ban bố hết, không phải vậy. Mà Như Lai đây tức là Như Lai tánh, Như Lai pháp. Thanh là chỉ cho cái bản thể chân như của vũ trụ vạn hữu, cái tánh thanh tịnh, cái bản thể chân như của vũ trụ vạn hữu. Đấy, tức là Như Lai pháp thân á. Chứ đừng bao giờ tưởng chữ Như Lai này là có một con người duy nhất
rồi có những cái pháp màu nhiệm này kia nọ đem ra hết, không phải vậy. Như Lai đây là Như Lai pháp thân, tức là không gian, cái tánh thanh tịnh của vạn pháp trùng chứa trong không gian và thời gian, cái đó là cái của chung. Do vậy thì Như Lai không bao giờ có dấu giếm gì được hết. Giống như ánh sáng mặt trời tôi nói nãy, đó là của chung, không ai có quyền giấu giếm được. Ai đó nhìn kiểu nào, sáng nhiều sáng ít, thậm chí không thấy được là tùy người. Chứ còn không phải là cái người mà mắt sáng mà dành làm của riêng được. Không phải là cái người mắt tối rồi bị người mắt sáng dành bớt cái ánh sáng kia, làm cho mình không thấy sáng tỏ. Không phải vậy. Vì ánh sáng mặt trời là của chung. Cho nên học cái này rồi mình thấy rằng chỉ có mình khai thác, mình khai thác cái bồ đề, cái nhất thiết trí, tự nhiên trí, cái vô sự trí, cái vô lượng bồ đề của chính mình, chứ mình không có cầu nguyện gian sinh lại lục gì được hết thảy. Cho nên là không có bí mật ta. Ví như người có nhiều ác bệnh, cùi cục lỡ lái thối hôi vì hổ thẹn, không muốn cho người thấy, họ băng bó che giấu kỹ. Như Lai gọi là người có dấu kín, có bí mật tàng. Như Lai thì không có như vậy. Bao nhiêu chánh pháp hiện hữu trong cõi đời, Như Lai đem chỉ dạy hết cho tất cả chúng sanh. Thế nên không thể gọi Như Lai có bí mật tàng. Ở cái đoạn này là phải để ý cảnh giác cái đó. Như Lai không hề có dấu giếm cái gì. Nói cái khác, nói cách khác là không hề có cái gì của Như Lai. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều là của chung. Phật tánh là của chung, pháp tánh là của chung, tăng tánh là của chung. Như Lai pháp thân thanh tịnh là cái của chung, ai cũng có quyền khai thác để thừa hưởng, để sử dụng. Pháp tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp cũng là cái tánh thanh tịnh chung, ai có quyền quán chiếu tư duy, xa lìa được cái dục vọng. Ai mà bị đa dục vi khổ sanh tử, bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô duy thì thân tâm tự tại. Người nào nhiều dục vọng, người đó nhiều đau khổ, đau khổ mệt nhọc, phiền não ưu tư là tại vì dục vọng. Còn thiểu dục vô duy là thân tâm tự tại, vạn pháp không có là cũng phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Vì vậy cho nên nó là cái tánh thanh tịnh thường trụ, mọi người có quyền khai thác nó mà thừa. Do vậy cho nên Phật tánh không có bí mật tàng. Ví như người nghèo thiếu nợ quá nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn, trốn mất tích là một mình, là một hình thức bí mật tàng. Người trốn nợ đó là người bí mật tàng. Như Lai thì không như vậy. Như Lai không có nợ chúng sanh về tiền tài, sự nghiệp, công danh thế gian. Như Lai có nợ chúng sanh pháp sức thế gian, nhưng Như Lai cũng chẳng ẩn mặt tránh trốn, vì Như Lai thừa thương tất cả chúng sanh như con, thường diễn nói pháp nghĩa thậm thâm vô thượng, cho nên không thể gọi Như Lai là có bí mật tàng. Ví như ông trưởng giả giàu có chỉ có con trai, vì thương con, bao nhiêu vàng bạc châu báu ngọc ngà ông đều chỉ cho con, ông biết hết. Cũng như vậy Như Lai xem chúng sanh đồng như con một, vì vậy Như Lai không hề có bí mật tàng. Lý như dòng Bà La Môn có những luận điệu không có tánh thuyết phục, không phù hợp chân lý, họ không muốn cho những người dòng sắc đế lợi tỳ xá dòng thủ Đà La nghe biết, che giấu như vậy gọi đó là bí mật tàng. Như Lai thì không như vậy. Chánh pháp của Như Lai thuyết ra tất cả đều lành, không giấu giếm, vì vậy không thể nói Như Lai có bí mật tàng. Kinh này mà nếu mà các vị mà đọc trong nguyên bản đó mà còn nhiều lắm,
đọc cả buổi, cả một vài tiếng hồ phải hết cái vụ này. Nhưng mà tôi tuyển ra vậy để cực lắm đó, để cho các vị nắm những cái cần thiết thôi, còn cái mà nhiều quá lột bớt, cho nên viết về sẽ cực lắm á. Có những cái thí dụ mà trong kinh nói cả trăm thí dụ, nên đây gọi là đề cương. Đề cương là mình nắm cái bâu áo, cái lưới mình xách cái giềng, nên lột bớt về là cực dữ lắm. Này có biến ví như ông trưởng giả tài đức kiên toàn, ý muốn con mình có tài đức ngang bằng mình thì vừa lòng thỏa nguyện. Nhưng giờ đây đưa nó vào trường dạy cho nó cái chương trình bậc đại học, nó không hiểu nổi, vì đứa con tuổi nhỏ trí còn non nớt. Ông trưởng giả đành phải đem con về dạy cho nó cái chương trình bậc tiểu học. Tuổi trẻ trí thiện tâm thô, dạy cho nó chương trình tiểu học, nó vui vẻ tiếp thu dễ dàng. Dù không dạy ngay cho con chương trình đại học, nhưng không vì vậy mà cha nó có lỗi bi tàn giấu giếm cất chứa lại cho riêng mình. Đây là nói cái này. Vì sao mà 49 năm dạy giáo lý tiểu thừa 9 bộ kinh? Tới đây nè, Đức Phật có chỉ rõ đó, là ý tứ là vậy đó. Tại vì con mình trình độ nó còn non, nó chưa hiểu, thành ra dạy cho nó tiểu thừa, chứ không phải là Như Lai là giấu giếm để dành riêng, hay là để làm eo làm sách rồi để đòi tăng thêm tiền học phí gì hết, không có. Sẵn ra thanh thiên bạch nhật nó dạy, nhưng mà tại vì trình độ đó Đức Phật chưa nổi, cho nên phải dạy giáo lý tiểu thừa. Là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại cổ công, âm vô ngã, sinh diệt biến nhiều nguyện, vị thư nguyện vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tạo. Chứ phải quán vô thường, quán khổ, quán bất tịnh, quán vô ngã. Phải quán thấy cho kỳ được. Mà thấy được cái đó rồi thì con người có được cái niết bàn của thanh văn đấy. Nhưng mà niết bàn của thanh văn thì chưa phải là cái chân lý, cái đỉnh cao tột cùng của chân lý. Do vậy cho nên là muốn có niết bàn, gọi là đại niết bàn á, là phải bắt đầu đi lên học đại thừa chánh pháp, rồi học kinh đại bát niết bàn. Cho nên cái niết bàn của thanh văn là có, nhưng mà ngày nào còn ngồi thiền dẫn dàng thì có niết bàn. Ngày nào còn thường tư duy quán chiếu, không xa rời chánh niệm thì có niết bàn. Mà dưới cái địa vị A La Hán ha, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm đó, dưới địa vị A La Hán một bậc á, chưa xuất lên tam giới đó, là vẫn có niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn đó chợt có chợt không, Phật sanh Phật diệt. Còn tới cái niết bàn của A La Hán á thì là ta gọi là xuất thế gian rồi. Cái hoặc mà kiến từ đó ta đã đoạn hẳn rồi, ta đủ sức đoạn hẳn rồi, ta không có tái sanh trở lại nữa. Cho nên cái niết bàn của A La Hán là vẫn có niết bàn, nhưng mà chưa phải là vô thượng. Là vì lẽ là còn phải khư khư mà đề cao cảnh giác, mà giữ những cái niết bàn đó bằng cái cách là không để cho kiến tư hoặc tái phạm, và phải luôn luôn ở trong chánh niệm. Cho nên cái niết bàn đó là niết bàn hữu thượng, mà niết bàn đó là còn thấy có chứng. Có chứng thì phải giữ gìn ngang đó, đừng để cho nó rơi nó tuột. Do vậy cho nên nếu bạn có thành văn là Phật còn quở là vậy đó. Vì Phật dạy anh cũng có bằng cấp đấy, nhưng mà bằng cấp anh là bằng cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà còn cái bằng cấp mà tối thượng của những bậc thì anh còn phải học hành thêm nữa, anh phải nghiên cứu tư duy kỹ càng sâu sắc nữa mới được. Như Lai cũng vậy, nói hà với hàng thánh văn chưa đủ trí tuệ, Như Lai dạy cho họ giáo lý bán tự và chín bộ kinh thuộc hệ tư tưởng của tiểu thừa. Như Lai chưa dạy cho hàng thánh văn luận tỳ và la,
tức là cái hệ phương đẳng đại thừa trong 12 bộ kinh. Đây, học cái này thì mới biết đó ra. Giáo lý thì chia là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, duyên giáo, đôn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo, mất định giáo. Giáo lý nó có tầng hệ vậy. Do vậy cho nên nếu mình học thì ít rồi là mình nói không có trúng kinh đâu, nói trúng những cái phương tiện không, còn huống chi là không có học. Cho nên tôi lấy làm vui là ở cái thành phố về là 4,5 triệu người về ha, mà mình cũng có được một số Phật tử đi theo nghe về là cũng là cái tương đối là có cái niềm vui đấy. Chứ Phật tử mà không có học gì hết trơn á, cái chùa để chỉ là khi nào có tang gia hữu sự vậy đó ha, rồi lỗi là nhờ rồi ghi tên rồi tụng rồi cầu nguyện vậy đó. Ôi nhìn vào cái chánh pháp của Đức Phật mà thấy cái đó cỡ vậy thôi đó, coi như hoàn toàn không có được gì hết. Cái đó đó, trước khi chưa có đạo Phật là bao nhiêu đạo, gần cả 100 thứ đạo ở bên Ấn Độ đã có rồi. Bây giờ đây nè, ở trên cao nguyên á, các ông thầy mo ở trên đó đó, họ cũng làm lễ, họ cầu, họ cúng, họ tụng, họ niệm đủ cách của họ rồi. Mình cần gì phải học cái đạo Phật mới có. Mà học cái đạo Phật á, thì mình phải học cái gì của đạo Phật. Mà ai mà để ý theo cái đạo Phật rồi mình học, mình mới thấy cái giá trị thật sự của đạo Phật. Chỉ cần cái thầy mo thì cúng, thầy chú nguyện giáng sinh rồi để cho bùa rải nước rồi này kia, thờ thần này thần nọ đó, trước khi Phật ra đời là đã có 100 thứ ở Ấn Độ rồi. Thế nên là 12 bộ kinh là giáo lý đại thừa, mà 9 bộ kinh là giáo lý tiểu thừa. Do vậy cho nên là tôi giảng như vậy nè, thì cũng lợi lạc cho ai đó. Nhưng mà có số ta nghe nó 9 bộ kinh ta đâu có biết gì đâu. Rồi 12 bộ kinh ở đây là học lâu ha, học lâu quá là nghe nói 12 bộ kinh là mình biết rằng là thế nào là trường hàng trùng tụng cố khởi, thế nào là thí dụ, nào là nhân duyên, nào là tử thiết, nào là bổn sanh, nào là bổn sự, nào là vị tàng hữu, nào phương quán nghị luận và ký biệt. Chứ còn như mấy người lâu lâu nghe nói 12 bộ kinh không biết gì hết, 9 bộ kinh cũng không biết gì hết, rồi bán tự cũng không biết là gì hết. Tiểu thừa 9 bộ kinh đó là Đức Phật cho rằng là coi như giải bán tự đó, tức là mới học dần xuôi đó. Học dần xuôi, cái người học chữ Việt mà hồi mấy mươi năm trước đó, nó có cái từ và là dạy dần xuôi. Bè ba, bè má, bè bớ vậy. Mà học dần xuôi thì là chữ lụy á, lụy rơi đó, chữ lụy là đánh giận không được. Chữ lụy thì cứ nói chữ lụy, lậu lụy lụy, năng lụy. Bởi vì phải học dần ngược mới đọc chữ lụy được, lụy rơi. Thành ra học cái hàng thanh văn chúng ta là bán tự, coi như nửa chữ vậy thôi. Còn 9 bộ kinh đó thì nó không có cái bộ, không có cái bộ vô vấn tự thuyết, không có cái bộ phương quảng đại thừa, không có cái bộ thọ ký. Cái hệ mà dạy cái bộ thọ ký đó người ta mới nói rằng mọi người là Phật, mọi người đều sẽ thành Phật, mọi người đều có Phật tánh ở trong mọi người. Vì mọi người có Phật tánh trong mọi người cho nên mọi người ai cũng phải Phật, hoặc lâu hoặc mau rồi ai cũng được thành Phật. Đó là bộ môn thọ ký. Chứ còn hồi dạy cho thanh văn là không nói cái đó, cứ dạy biểu đoạn trừ kiến hoặc tùy hoặc dày để có được cái niết bàn, để được an lạc, để xa lìa tất cả những cái khổ của phiền não vô minh. Này ca diếp, nếu như đứa con trai đã lớn khôn đủ sức học đại học mà trưởng giả không dạy cho con mình học đại học, như vậy gọi là ông trưởng giả có bí tàng, có giấu giếm con mình.
Nếu hàng tinh quang đủ sức lãnh thọ giáo lý Phương Quảng Đại Thừa mà Như Lai lẫn tiếc không dạy, mới có thể nói Như Lai là có bí mật tàng. Sự thật Như Lai không như vậy, cho nên Như Lai không có kho tàng bí mật riêng tư. Cũng như trưởng giả dạy cho con xong bậc tiểu học rồi, giảng dạy hết cho con mình những gì ở chương trình đại học, Như Lai vì các đệ tử dạy bán tự trong chính bộ kinh rồi tiếp dạy cho Tỳ Già La Phương Quảng Đại Thừa. Đó là mật ý của Như Lai vận dụng trong hành trình giáo hóa chúng sanh. Cho nên Như Lai có mật ý mà không có bí mật ta. Như Lai có mật ý. Trong di thức học nó có bài kệ đó. Có Phật mật ý thiết. Mật ý thiết sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự duyên tánh, hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Gọi là mật ý. Như Lai có mật ý. Mật ý là cái ý kính. Lúc này Như Lai cần dạy như vậy, chứ chưa cần dạy cái chương trình đại học cho con mình. Đó là mật ý. Vì sao? Vì dạy chương trình đại học cho con mình nó không tiếp thu được, dạy uổng công. Mà dạy chương trình tiểu học, trung học nó học được. Rồi đưa nó lên mãn cái trung học rồi, bây giờ dạy chương trình đại học cho nó thì nó rất là dễ dàng học tập. Chứ không phải như là không dạy. Do vậy cho nên là dạy cho hàng thanh văn giáo lý tiểu thừa. Mà 49 năm đó không phải là Như Lai có cái bí mật tàng gì hết, mà chỉ vì căn cơ trình độ. Và bây giờ đây Như Lai sắp nhận cái bàn, các ông phải học giáo lý đại thừa mới phục vụ chánh pháp, mới truyền đạt chánh pháp, và các ông mới đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được. Các ông phải học niết bàn, không cần phải ở trong thiền định, không cần phải ở trong chánh niệm, không cần phải là khắc kỷ trong đi đứng nằm ngồi gì hết. Mà các ông hà học tới cái trình độ đại niết bàn rồi, có nghĩa là cái căn bản là các ông phải thấy cho được rằng là giảng pháp giải không. Các ông phải thấy cho được là cái tánh duyên sanh như quyển của các pháp. Các ông phải thấy cho được rằng nhất thiết hữu nguyên pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, nhịp như điện. Các ông để tâm lên những cái điều đó rồi thì các ông nghe là không cần phải ngồi thiền, các ông phải có niết bàn. Mà các ông đi cũng được, mà chơi cũng được, mà nói cũng được, mà cười cũng được, mà nghĩa là có lúc vui vẻ cũng được, mà các ông không bao giờ rời cái đó. Do vậy cho nên các ông nếu mà có cái nhà tốt là các ông vẫn cứ ở, sạch sẽ là các ông cứ ở, có tiện nghi ai cho nó gì đó, các ông cứ ở, không có sao hết á. Nhưng mà có cái điều là ví dụ như nó ngã ra cái rạc, nó xíu ra cái rạc ha, là vậy là mày rồi đó hả, tới đó là hết rồi đó hả, vậy thì chuẩn bị hít hơi vô hơi, nín thở phụ cho nó bứt luôn, mà không có ân hận. Này, tôi nói cái này tôi nói thật với các Phật tử nha, mà tôi không biết là có những người nào xung quanh tôi mà có ai mà không giúp đỡ tôi việc đó hay không, họ hiểu như thế nào tôi không biết. Chứ còn á, tôi dùng cái danh từ đối với tôi á, cỡ tuổi này rồi là không có cái từ cấp cứu hay là cứu cấp, mà là phải quẩn cứu hoặc là cứu quẩn. Cứu quẩn là ví dụ như tôi ngã ra cái bịch ha, nó mất thở, nó đau, nó nhói, nó gì đó ghê gớm lắm, cứ để từ từ coi trong vài ba tiếng hồ, hoặc là rồi tới chiều ha, coi nó chết, cho nó chết cái đã. Rồi nó chết cái lúc đó thì mới gọi là bây giờ là thầy an nhiên thị tịnh. Chứ mà cứu cấp á, cứu cấp mà đưa vô nhà thương mau quá đó, rồi có khi cũng cứu được mà thêm 2-3 năm nữa mà nó khổ vô cùng, rồi có khi không cứu được mà chỉ cần 2-3 tháng nữa mà nó khổ vô cùng, có khi cứu được mà trong 3-4 ngày nó cũng khổ vô cùng, có khi cứu được mà trong vòng 3 tiếng đồng hồ rồi mình cũng đi vậy mà nó khổ vô cùng.
À, do vậy cho nên là khi mà lớn tuổi cỡ như tôi vậy ha, là tôi xác định lập trường ý tôi là vậy, quản cứu chứ không cấp cứu. Tôi thầy nữa coi nó chết không. Ý là vậy đó nha, chứ bề nào mình cũng phải chết mà. Mà tôi thấy tôi giờ tôi thêm mà 10 năm nữa không nhầm gì, tôi thấy không hề có mừng. Hay là thêm 2-3 năm nữa không nhầm gì hết. Nhưng mà bây giờ nói thành thật á, thì trong lòng nó còn chờ 3 năm rưỡi nữa là tại vì sao? Là tại vì cái lớp học này nè, còn 3 năm rưỡi nữa. À, nếu mà con mắt không đuôi và không ngã toai chết bất tử thì còn 3 năm nữa là vô cùng đẹp. Còn nếu như nó không được 3 năm rưỡi nữa mà nó phải gãy gánh giữa đường ha, thì nó hơi bận tâm chút. Là vì trên đời không có ai làm ăn cái kiểu kỳ cục hiệu trưởng mà giữ tài chính luôn. Từ ngày mà Phật tử cho mượn tiền tới giờ đó, tôi làm tài chính luôn tới giờ. Thành ra là mỗi một tháng này mình chia từ 35, 40, 50, 60 triệu cũng có. Mà mình giữ luôn tài chính vậy đó, mà là mình ngã cái bệnh đó thì người ta mất công lắm ạ. Người ta là ta tri văn ra cái đó, tiền trong cái ngàn ra cực. Cho nên là phải làm thế nào đó, chờ mãn nhiệm kỳ xong rồi mình đi một cái phức cái đó. Ngon vô cùng vô phần. Chỉ còn dương dương chút xíu đó, nhưng mà đã chuẩn bị rồi, tài liệu đâu để dành đó. Nếu mà ngã cái bịch đó thì cứ lấy cái bao thơ này, xác nhận giấy tờ mặt trận và nhà nước và phần nội và giáo hội nha, thì lấy lại thôi, dành hết đó. Không bao giờ động tới cái tiền đó của người ta một đồng xu nào. Cho nên không có vụ sợ. Báo cáo đại chúng biết là còn hơn cả tỷ bạc, chứ không phải vừa đâu. Trường là nó vững vô cùng vững, không năn nỉ đó. Đó, hồi đó mượn có lần thôi đó, giờ không còn năn nỉ xin ai đồng nào nữa. Cho nên là giờ còn hơi để ý cái chỗ đó. Người ta lấy làm lạ vô cùng, từ xưa nay không có cơ quan nào kỳ á. Cơ quan người ta có thủ bổn, người ta có thủ quỹ, người ta có trưởng ban tài chính, người ta có văn phòng, người ta có thư ký. Ở đây thì các cái kia thì có, nhưng mà vừa là hiệu trưởng, vừa là quỹ như tài chính, vừa là thủ bổn luôn. À, kỳ cục vậy đó, độc nhất vô nhị, có ai mà gây kỳ cục vậy? Là tại vì lẽ mà đưa cho người khác là người ta cho dai biết là mất hết sao, thành ra không đưa giống vậy đó. Đây nhất định không cho dai, gửi ngân hàng nhà nước chẳng phải là hai phải không phải không phải hai không phải bốn ha, chứ mà dai nghĩa là 12-15% gì đó, không bao giờ được. Mà cái đó là cái gì? Là cái đó là mình nhẹ đi cái tham lợi á mà, thành ra nó không hề có lo. Giữ tiền nhiều mà không hề có cái đầu này là không bao giờ có tương tư dính dáng gì trong vụ đó. Tiền nhà nước giữ sao mất được. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói với các vị mà Phật tử mà hơi lớn tuổi đó mà, sắp xếp lại, chuẩn bị sẵn sàng trong một cái tư thế không có lúc nào mà mình sợ sệt. Cái vấn đề sống không có gì đam mê, mà chết không có gì đau khổ và thất vọng gì hết. Phải tập như vậy mới là đệ tử Phật. Rồi tập cái đó chưa được rồi mình tu còn non đó, nó không khác gì người thường bao nhiêu. Cho nên Như Lai mật ý thì có ha, mà bí mật tàng là không có, giấu cái gì để riêng mình là không có, mà mật ý thì có. Căn cơ nào Như Lai dạy? Chính kinh. Căn cơ nào Như Lai không dạy? Cái lý nhân duyên. Như tiểu thừa là chưa dạy quán nhân duyên đâu, quán vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mà chưa dạy quán nhân duyên. Đằng đầu trung thừa mới bắt đầu là cái người trung thừa, trình độ trung thừa mới bắt đầu dạy nhân duyên. Dạy tu nhân duyên quán là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập. Rồi lên đại thừa mới dạy cái nhân duyên, mà nhân duyên trùng trùng duyên khởi cả. Chứ cái nhân duyên của đại thừa là không có nhân. À, nói nhân chứ mà kỳ thật không có nhân. Nói nhân thì chẳng qua là nói cái số mộng,
Chứ đại thừa thì học đại thừa là không có nhân, không có nhân duyên, tất cả đều là duyên hết. Chẳng qua là cái duyên mà đầu tiên á, thí dụ cái bình này mà mình muốn nói là cái duyên đầu tiên á là đất chứ gì, thì mình nói là đất là nhân, mà nước á là duyên. À, chứ kỳ thật là đất không phải là nhân, mà nước không phải là duyên. Mà bây giờ nếu mà lấy nước mà nói trước á, thì nước là nhân mà đất là duyên. Kỳ thật là do cái này có mà cái kia có, do cái này không thì cái kia không, do cái này sanh thì cái kia sanh, do cái kia sanh thì cái này sanh. À, thì là nó tương quan tác động nhau, nghĩa là trung trùng, nghĩa là chẳng qua là cái ban đầu mình bắt đầu mình nói cái đó, đó thì gọi cái đó là nhân. Chứ kỳ thật là trên trên cõi đời này giáo lý đại thừa không có nhân duyên, cái nào cũng là nhân hết mà cái nào cũng là duyên hết. Chẳng qua là nhân cái đầu tiên thì gọi cái đó là nhân, nói nhân mà kỳ thật không có nhân mà gọi là nhân vậy thôi. Chứ do cái này có cái kia, một cái nếp ngang mình chống ra cái kéo qua đó gọi là đầu A hay đầu B. Chứ kỳ thật là A tức là B, mà B tức là A. Bỏ A không có B, mà bỏ B không có A được. Do vậy cho nên là nói cái nào A cái nào B cũng trúng, cái nào cũng là A mà cái nào cũng là A, cũng là B. Đấy, nó tương quan tác động nhau mà có, rồi do mình đặt tên ra, gọi là biến kế chấp hơn, mình đặt tên ra, cái mới để xuống thì mình gọi là A, ngân bên đây, gọi là cái đầu bên đây, cái gập bên đây là B vậy thôi. Chứ B cũng tức là A. Cho nên giáo lý đại thừa thấy chỗ đó hay lắm. Duyên khởi mà trung trùng duyên khởi chứ không có cây nhân. Ngày ca diếp như tháng mùa hạ đã kéo mây nổi sấm, tuôn mưa khiến nhà nông cày cấy được mùa, người không gieo hạt giống thì không có gì để được. Đó không phải là lỗi ở mây mưa, và mây mưa cũng không hề có lãnh tiết hạn chế hay cất giấu bớt lượng nước với người nào. Như Lai cũng vậy, tuôn mưa pháp lớn kinh đại niết bàn. Tuôn mưa pháp lớn tức là kinh đại niết bàn đây đấy. Nếu chúng sanh gieo hạt giống phước đức trí tuệ thì sẽ có cây trái trí tuệ phước đức trổ hoa kết trái. Nếu không gieo cái hạt nhân thì hoa trái không từ đâu mà có được. Đây không phải là lỗi ở Như Lai, mà Như Lai trước sau không hề có chứa cất bi tạc. Cho nên học cái chữ kinh đại niết bàn này là phải học rằng là cái niết bàn này nó không có ở đâu hết trơn, không có ở cảnh giới nào. Cho nên cái câu nãy nè, cái giấy này này hỏi là không có nói được. Học là tự suy nghiệm ra, chứ mà nói câu này á mà nó đụng tùm lum tà la. Và lại nữa cái ý này nè hỏi chứ niết bàn ở qua dược sư vắng bóng hay là niết bàn ở đâu này, cái nói cái chuyện này học ở đây là tự mới biết hết chứ. Nếu mình trả lời trực chỉ mà nhà cái chỗ của ta rồi mình nói cái là nó sinh ra phiền đi. Còn câu hỏi tôi nói ví dụ như câu hỏi thì hỏi cái gì đó là viết một câu gọn, viết rõ ràng này gọn ngắn cho không có kể sự tích. Kể sự tích thì ở đây mình không có đủ thời giờ để mình nói sự tích. Bạch Thế Tôn Ca Diếp Tôn, nay con biết rõ một cách quyết định rằng Như Lai thương tất cả chúng sanh như con một. Vì lợi lạc chúng sanh chỉ bày chân lý, Như Lai không hề có bi tạc. Hiểu như vậy thì mới đúng. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, nếu tu học phương pháp phương quảng đại thừa thì biết rõ Như Lai thường trụ không biến đổi. Vậy cớ sao ngày trước Phật nói bài kệ chư Phật cùng duyên giác nhẫn đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường huống là hạng phàm phu, phải không? Đệ tử mà hỏi thầy kiểu đó thấy không? Mà nếu mà mình rời cái tứ tấn đàn ra đó
thì là mình không hiểu, không khéo hiểu cái nghĩa nhân duyên á, thì hỏi này là vô phương, không trả lời được. Đó, câu này cũng Như Lai dạy đấy, Như Lai dạy đàng hoàng. Bây giờ Như Lai nói Như Lai là thượng trụ, trong khi đó là Phật, chư Phật cùng duyên giác dẫn đến chúng đệ tử còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Thế là Như Lai bỏ thân rồi, trong đó nó có cái bí mật ý, cái đối tượng nó dạy cho ai nói bài kệ đó. Rồi bây giờ học kinh Đại Bát Niết Bàn này mà đem cái bài kệ đó ra mà lý luận, mà đặt ra vấn đề hỏi ha, thì phải giải đáp bằng cái cách là nương vào tứ tất đàn để mà phân chất cho đệ tử họ mới làm được. Rồi Phật dạy bài kệ như thế, rồi nay Phật lại nói Như Lai Phật thường trụ không biến đổi, vậy nghĩa ấy phải hiểu như thế nào? Đức Phật dạy Như Lai ngày trước vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy bán tự. Bây giờ đấy, giáo lý bán tự thì nói bài kệ đó được. Mà dạy bán tự tức là học bằng xuôi, mới nửa chữ chưa thành câu văn trọn nghĩa được, nên nói cái bài kệ vô thường ấy, tức là giáo lý vô thường. Như Lai cũng dùng bài kệ ấy mà an ủi vua Ba Tư Nặc lúc nhà vua quá buồn khổ vì hoàng thái hậu băng hà. Như Lai còn khuyên đại vương chớ nên quá sầu khổ, tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết gọi là chết. Chư Phật duyên giác tinh văn còn bỏ thân này là phàm phu, thấy không? Đàng hoàng Như Lai nói, Như Lai có chối vậy. Nhưng mà cái lúc đó cái đối tượng căn cơ của ông vua Ba Tư Nặc như vậy, ông vua gì? Mới nói ông vua gì đây? À, vua Ba Tư Nặc ha. Đó. Cho nên là các thầy á, thuộc về xuất gia đó, để mấy cái đó, đó. Không là không có tung lưới nổi đâu. Này ca diếp, thâm ý của Như Lai nhằm dạy, thâm ý của Như Lai nhằm dạy bán tự cho vua Ba Tư Nặc mà nói bài kệ ấy. Nay Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận Tỳ Già La, tức là bây giờ đây nè, bắt đầu Như Lai dạy cho Phương Quảng Đại Thừa rằng Như Lai thường còn không biến đổi. Tức là ông, các ông bây giờ phải học là pháp thân, Như Lai pháp thân. Chứ còn hồi đó giờ ông gọi là Như Lai, đây là Như Lai Thế Tôn, là Như Lai là Điều Ngự Trượng Phu, là Phật vân vân, chưa đủ. Bây giờ các ông phải học Như Lai là Như Lai pháp thân cơ. Cái thân của Như Lai đây là ứng thân, là Thế Tôn, là Phật, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là ứng cúng, là chánh biến tri. Đây là cái diệu dụng nó duyên khởi từ cái pháp thân Như Lai kia mà ra. Mà cái pháp thân kia là thường trụ, không bao giờ có sanh có diệt, thứ có lại, giống như là cái bản thể nước mênh mông vô tận của bốn đại dương vậy. Nó không có lô nhô cao thấp, nó không có bọt, không có bong bóng, không có sóng thần gì hết. Cái đó mới thật là nước của biển. Còn bây giờ đây dầu là sóng thần lên cao mấy thước, chụp kéo đi cả bao nhiêu trăm ngôi nhà của mấy làng, cái đó cũng rồi hãy có sanh thì có, việc gì đó là hiện tượng duyên sanh của mặt nước biển, chứ không phải nước biển là như vậy. Các ông bây giờ đây các ông phải học cái bản thể thanh tịnh phẳng lặng của nước biển. Tại sao cái này đã lắm. Mà Thế Tôn cần giúp thôi, mà kể sau đây Thế Tôn đã dạy có ý nghĩa thế nào? Không tích lũy cất dấu vật thật cần vừa đủ, như chim bay trong không dấu vết không tìm thấy,
Dạ, bài kệ này sâu lắm mà có lẽ là phải ngừng, bắt đầu bữa sau mới nói nổi à. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ biển não vô tận, thề nguyện đoạn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô tin không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt qua từ xanh ngày rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Tình thương nghe
bình an, nghe mênh mông tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn vỡ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ xanh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la.